Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng tin nóng 24 giờ. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Xin giảm án, nhưng đừng kể công trạng 30 năm làm ngân hàng. Thưa quý vị, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xin tòa giảm án vì đã có 30 năm cống hiến cho ngành ngân hàng. Trong phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát ngày 21 tháng 11, luật sư bảo chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn nêu các tình tiết, ngay từ khi bị bắt, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại toàn bộ số tiền 5,2 triệu USD và bổ sung thêm 1 tỷ đồng dù không bị yêu cầu. Bị cáo cũng đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra để làm rõ các sai phạm tại SCB. Những tình tiết trên sẽ được hội đồng cân nhắc, bởi vì theo quy định về giảm nhẹ trách nhiệm hình sự có các căn cứ, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án. Trong phần tự bào chữa, bị cáo nhàn xin tòa khoan hồng và ghi nhận sự cống hiến tận tâm, tận lực trong gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Bị cáo bị bệnh cần phải điều trị. Nếu bị cáo bị bệnh thì sẽ được áp dụng quy định về điều trị và chăm sóc sức khỏe. Còn chuyện 30 năm công tác thì không có gì để giảm nhẹ hình phạt. Ai cũng làm việc và nhận lương, đó là chuyện bình thường của mọi người. Bao nhiêu cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc theo thời gian thì sẽ đến 20 năm, 30 năm. Đó là quy luật của cuộc sống, có gì mà công trạng, trừ trường hợp có những thành tích đặc biệt xuất sắc. Chưa kể, Đỗ Thị Nhàn làm việc trong ngành ngân hàng, được đề bạt lên đến chức cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước là đứng trên bao nhiêu người khác, bổng lộc không thiếu. Đối với người giữ chức vụ cao lại càng phải biết thực thi việc công đúng quy định. Trường hợp bị cáo Đỗ Thị Nhàn phải biết bảo vệ lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Luật pháp văn minh, công minh là ở chỗ xem xét để xử phạt người vi phạm pháp luật đúng tội. Luật pháp rất nhân văn với những quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, hội đồng xét xử sẽ xem xét các căn cứ và tình tiết liên quan để lượng hình, nhưng lấy 30 năm công tác ngân hàng và xem đó là công trạng là cống hiến thì không thuyết phục. Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trương Mỹ Lan và góp phần gây ra vụ án long trời lở đất như vạn thịnh phát thì đừng nói công trạng. Làm sao xác định được giáo viên ép buộc học sinh học thêm? Thưa quý vị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết không cấm dạy thêm vì nhiều người có nhu cầu cho con học thêm. Thảo luận ở hội trường về dự án luật nhà giáo liên quan đến vấn đề dạy thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, chủ trương là không cấm dạy thêm nhưng cấm những hành vi vi phạm đạo đức về dạy thêm, trong đó có việc giáo viên ép buộc học sinh học thêm. Tại diễn đàn quốc hội, nhiều đại biểu đồng tình với quy định nhà giáo có quyền dạy thêm như là một sự chính danh cho hoạt động chính đáng này. Theo đại biểu Hoàng Thị Thu Hiền, đối với học sinh yếu thì kèm thêm, học sinh khá thì bồi dưỡng thêm có kết quả tốt hơn. Bên cạnh khuyến khích người học tự học, tự nghiên cứu thì cần nhà giáo định hướng, hướng dẫn là nhu cầu chính đáng. Chưa kể có nhiều phụ huynh cho con đi học thêm là để gửi con. Nhu cầu của xã hội rất đa dạng, vì thế mà việc dạy thêm, học thêm được bàn luận lâu nay vẫn chưa đi đến kết luận là cấm hay quản. Dạy thêm, học thêm biến tướng, trở thành hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Có những trường hợp giáo viên lôi kéo học trò học thêm, không học thì bị trù dập, dọa nạt. Khiến học sinh dù không muốn cũng phải đăng ký học. Không phải giáo viên nào cũng làm điều này, nhưng chuyện ép buộc như vậy ảnh hưởng đến nghề nghiệp, uy tín của người thầy. Ngược lại, có những thầy cô rất trách nhiệm với học trò, dạy thêm với mong muốn hỗ trợ học sinh yếu hoặc muốn cho học trò mình giỏi hơn. Thực ra, chuyện dạy thêm, học thêm tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, các trung tâm ngoại ngữ thu hút nhiều người đến học, trong đó có rất nhiều học sinh. Đó là học thêm nhưng tự nguyện, cơ sở đào tạo không bắt ép ai. Dạy thêm, học thêm, nhìn theo quy luật của thị trường, sẽ thấy rằng có cung là có cầu, nên việc cấm tuyệt đối là không thể. Vì có không ít người có nhu cầu cho con học thêm như các đại biểu chỉ ra. Khi nào ngành giáo dục dạy dỗ đạt chất lượng đến mức mà học sinh học tại lớp là nắm chắc kiến thức, không cần phải học thêm, lúc đó cầu không có, cung tự mất. Đối với chuyện dạy thêm hiện nay, nói như Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, không cấm nhưng cấm những hành vi vi phạm đạo đức về dạy thêm, trong đó có việc giáo viên ép buộc học sinh học thêm. Quan điểm rõ ràng, nhưng phải rạch ròi hai việc sau. Thứ nhất, làm cách nào để xác định được vi phạm đạo đức về dạy thêm đây là việc đánh giá đạo đức của giáo viên không thể cảm tính thứ hai là làm cách nào để xác định giáo viên ép buộc học sinh học thêm giáo viên tự nói ra hay học sinh khai báo chuyện này không dễ muốn quản lý việc dạy thêm bằng pháp luật thì phải rõ ràng minh bạch không cảm tính lương công chức vài trăm năm mới mua được nhà ở lương một công chức không ăn gì cả thì cũng mất vài trăm năm mới mua được nhà đó là ý kiến của đại biểu nêu ra tại diễn đàn quốc hội thưa quý vị quốc hội thảo luận việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại và ý kiến về giá nhà đất được nêu ra giá bất động sản tăng phi mã người nghèo người lao động người thu nhập thấp cán bộ công chức rất khó để có thể mua được theo đại biểu nguyễn công long người ta tính rằng với một công chức không ăn gì cả thì cũng mất vài trăm năm mới mua được nhà ông Long nêu những hệ lụy tiêu cực như chuyện đầu cơ đất đai, mua gom đất trở lên giá, thu gom đất nông nghiệp. Vì thế, phải quan tâm đến việc ngăn chặn các nguy cơ, đảm bảo phát triển lành mạnh, không để tình trạng thu gom đất lúa, đất rừng, đất sản xuất, hợp thức hóa sai phạm. Điều đại biểu Nguyễn Công Long nói có phần đúng với thực tế. Mới đây, Tuyên Quang thu hồi 9.363 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp trùng vào đất lâm nghiệp, đất công ích, cấp không đúng hiện trạng, cấp sai rồi hợp thức hóa bằng sổ đỏ. Ngăn chặn các nhóm lợi ích, chi chắc tài nguyên, làm dự án bất động sản rồi đẩy giá lên rời là cần thiết, phải có các chính sách phù hợp để thị trường bất động sản lành mạnh. Nhưng để công chức có nhà ở, không đến mức phải mất vài trăm năm không ăn uống, mà cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy. Khi công chức, biên chức chỉ còn một phần ba hay phần bốn số lượng hiện nay, thì đồng lương tăng lên gấp đôi, gấp ba. Chuyện mua nhà không khó. Để dân có nhà ở, cần nhiều chính sách của chính phủ, tùy từng nhóm đối tượng mà có sự hỗ trợ phù hợp. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện 117 yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân ngay đối với các nguồn lực được hỗ trợ, huy động để xóa nhà tạm, nhà rụt nát trên địa bàn. Còn các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nếu các địa phương triển khai tốt, thì một triệu căn nhà cho công nhân lao động được giải quyết từ năm 2021 đến 2030. Chưa kể, nhiều chương trình giải tỏa nhà trên kênh rạch như thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng đề án quy mô lớn nhằm di rời toàn bộ hơn 46.500 căn nhà nằm trên và ven các tuyến kênh rạch. Nhà có nhiều loại, biệt thự, trung cư cao cấp, trung cư rẻ tiền, nhà cấp 4. Nếu muốn mua nhà to quá, giang quá phải mất vài trăm năm tiền lương. Còn mua nhà bình thường, vừa đủ điều kiện sinh hoạt, ai chăm chỉ làm ăn cũng có thể mua được. Cho nên, Nói công chức mất vài trăm năm mới mua được nhà là không thỏa đáng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ, cảm ơn quý vị đã theo dõi, mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.